Con đi học phải ngoan nhá. Từ từ con chào từng người một chứ. Từng người một chứ. Ta cô đi học à. Ừ, ai nữa? Chào ai nữa? Ta cô tớ, ta cô con đi học à. Còn ai nữa? Còn ai nữa? Ta cô tớ đi học à. Thế con chào mẹ à? Con chào mẹ Thủy à? Thủy à, con mẹ Thủy nữa. Ta cô kì à, ta buông à. Ừ, con đi học nha. À thế hôm nay ai đón con về hả con? Mẹ đón cũng về nhở? Ai đón? Cô con nghe, tôi đi muốn đón đi. Tôi đón đi, cô con đón đi. Thì đón đi. À ừ. Cũng về. Cũng đi học về. Cô Trang đón cúng kìa. Cúng đi học về đi. Cúng đi học về. Rồi đây. À cũng về đây rồi. Về đây rồi. Con chào bố mẹ, con chào cô đi về đi. Chào về như nào nhỉ? Đi học về rồi ạ. Con chào các cô, đi học về rồi ạ. Đi học về ạ. Con không khoanh tay con chào chứ. Con chào chứ. Chưa? Con đi học. Con đi học. Về rồi ạ. Con chào mẹ Thủy chưa? Đi học. Khoanh tay. Khoanh tay chứ. Đi học. Ta buông đi học ạ. Ừ, rồi. Thế thôi con đi.